Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của kênh xe nâng TFV Việt Nam. Và ngày hôm nay em xin được giới thiệu với mọi người một chiếc xe nâng tay thương hiệu Interlip. Và chiếc xe nâng này đã đạt chuẩn châu Âu và có thể xuất sang châu Âu được mọi người nhé. Chiếc xe nâng này đã tải trọng nâng của nó là 3 phần, chiều cao nâng tối đa là 2m và chiều cao nâng thấp nhất là 85 phân. Đó, mọi người có thể thấy này, nhìn xe rất là chắc. Và bên em là bảo hành 6 tháng đối với hệ thống thủy lực và bảo hành 5 năm đối với khung sườn mọi người nhé. Ngoài ra, bên em còn có cung cấp đầy đủ tất cả các phụ kiện về xe nâng, cũng như là xe nâng tay cao, xe nâng tay thấp. Xe nâng, dòng xe nâng này chúng em có cả dòng 2 tấn, 2 tấn rưỡi, 3 tấn, 5 tấn. Chúng em đều có đủ cả mọi người nhé. Ngoài ra thì DFV có phân phối tất cả các dòng xe nâng cũ mới Nhật và nhập trực tiếp chính ngạch từ bên Nhật và có hóa đơn giấy tờ đầy đủ. Mọi người yên tâm khi mà lựa chọn TFV là nơi để tìm mua xe nâng cho công ty mình. Và với chế độ hậu mãi cực kỳ là lâu dài cũng như là chế độ bảo hành cho quý khách là cực kỳ là dài hạn, đến với TFV chúng em đảm bảo sẽ làm hài lòng tất cả khách hàng có nhu cầu mua xe nâng. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của TFV Việt Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ngày mai thì hãy đăng ký kênh ngay hôm nay mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai.